Hello, xin chào Nhâm đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 20 của Thế giới Hoàn Mỹ, Thạch Hạo sau khi tiến vào một khu di tích, hắn với thói quen không thể bỏ là bắt đầu trộm cắp các vật phẩm quý hiếm. Thạch Hạo đã tìm được một bảo cụ là một cái tháp, nhưng cái tháp này có linh tính nên đã chạy trốn di chuyển trước Thạch Hạo. Vì vậy Thạch Hạo đã lùa nó tiến vào một thung lũng. Ở đây Thạch Hạo muốn cho cô lấy được cái tháp này, hắn đã phải sử dụng bảo kính toan nghề. Và Thạch Hạo đã không may đụng độ phải một con hổ có người bảo kê. Và con hổ này cũng muốn lấy cái tháp nên đã solo với Thạch Hạo. Chuyển sang tập 21 của Thế giới Hoàn Mỹ, Thạch Hạo đã đẩy lui được con bạch hổ, nên con bạch hổ thấy tình trạng đang bất lợi về mình, nó đã sai người của mình kéo xe chạy ra khỏi thung lũng đang có cốt tháp. Không thì pha này Thạch Hạo cạo lông hầm liền. Còn về phần Thạch Hạo thấy cốt tháp đang phát ra uy lực rất mạnh, Thạch Hạo không muốn bỏ con cốt tháp này dù phải chết cháy. Hắn đã cố gắng giành giật đánh đập với cốt tháp đang có linh tính là con phượng hoàng lửa để lấy nó, nhưng con tháp này đã chạy được đi mất. Vì vậy Thạch Hạo đã di chuyển theo dấu vết khi cốt tháp đi qua sẽ đốt cháy mọi vật và đã đến được một dãy núi tên là Phân Bảo Nhai. Ở đây Thạch Hạo đã gặp được những hung thú đang có mặt tại hiện trường: Bồ Đề Ma Thụ, Chim Thần Màu Vàng, Liệt Ma Điệp cùng một số hung thú khác. Ngoài ra ở đây Thạch Hạo đã gặp phải bọn côn tổng trong bốn đại gia tộc. Vì Thạch Hạo trong lần hư thần giới gây gổ đánh bọn chúng nên lần này cô tộc tuôn bấm trả thù Thạch Hạo ở hư thần giới đã làm gì với mình. Thạch Hạo vẫn có thể cầm chân được bọn người côn tộc nhưng rất yếu thế, bởi số lượng côn tộc chỉ dám đánh hội đồng chứ không dám solo một với một. Thạch Hạo đã lôi bảo thuật toan nghê ra và đánh xuống đất thì cốt tháp đã xuất hiện. Cốt tháp đã đốt người côn tộc thành tro và một số người côn tộc đã phải bỏ chạy trước Thạch Hạo. Tất nhiên Thạch Hạo lì lắm, nó đã đợi cốt tháp đang ở bên dưới lòng đất mất vài ngày nhưng bảo cốt vẫn không hề có dấu hiệu đi lên. Vì vậy Thạch Hạo lần này mất kiên nhẫn rồi đó nha. Hắn đã lấy thanh kiếm màu đỏ của con rắn phì gì cắm xuống mặt đất và bắt đầu hành trình đào đất tìm cốt tháp. Thì cốt tháp lần này xuất hiện chỉ là một cái tháp cực kỳ bé bằng quả ớt. Nhưng sau khi Thạch Hạo sở hữu được cốt tháp bé xíu chưa được 5cm nữa, Thạch Hạo không thể sử dụng được tiểu cốt tháp này kiểu gì, hay là nó đã hư rồi. Do đó Thạch Hạo đã di chuyển đến một khu vực khác xem cốt tháp cần cái gì để có kích hoạt phù văn cho nó. Thì bỗng dưng ông già linh hồn kiêu kiếm của ta đang ở nơi đây. Vì vậy Thạch Hạo đã dùng não và mắt hoạt động đi tìm kiếm cho ông ấy nhưng mà không thể tìm thấy. Lúc này mấy con hung thú thấy Thạch Hạo đang đi vào nơi lãnh địa của bọn chúng mà không chào hỏi hay hỏi thăm vấn đề gì, nên đã bị một con hung thú kỳ đột kệ gần nhà đánh Thạch Hạo. Nhưng do Thạch Hạo nói đang đi tìm cây kiếm gãy, khiến toàn bộ hung thú nghe thấy không dám làm gì Thạch Hạo nữa. Thạch Hạo đã di chuyển lang thang trong khu vực Phân Bảo Nhai để dò xét tìm kiếm cụt trên ngọn núi. Truyền về cảnh của Hòa Linh Nhi đang ở bên trong Phân Bảo Nhai. Hòa Linh Nhi đang bế con lang thần thì cô cũng kiếm được vài chiếc vòng đeo tay, nhưng mấy chiếc vòng đeo tay này thuộc pháp khí thượng cổ. Truyền về cảnh của Thạch Hạo đã phát hiện một con chim màu vàng đang ngậm một bảo cụ. Thạch Hạo vì vậy đã lùa theo và tiến vào một nơi khác của Phân Bảo Nhai. Ở đây hắn thấy rất nhiều người cũng đang tìm bảo cụ cho mình thì ông già linh hồn lại nhảy với Thạch Hạo đòi kiếm của ông ấy. Thạch Hạo đã tìm thấy thanh kiếm nhìn trông rất rỉ đến nỗi sắt vụn họ không thèm mua, và Thạch Hạo đã bị người khác nhìn đều nói về thanh sắt kẻ gì này. Thì Hòa Linh Nhi ở đâu xuất hiện gặp được Thạch Hạo. Ở đây Hòa Linh Nhi và Thạch Hạo đang trò chuyện thì con đại hồng điểu Thạch Hạo đã bay đến và gọi Thạch Hạo đi cứu con sư tử chín đầu nhanh lên, không thì khả năng cao bị giết. Lúc này con bạch hổ cũng đang có mặt tại chỗ Thạch Hạo, vì vậy nó muốn đánh Thạch Hạo vì cái tội Thạch Hạo mấy lần nhìn điểu nó. Là lần này solo thì Thạch Hạo sẽ nấu cao hổ luôn. Ngoài ra Thạch Hạo vẫn nhìn điểu thêm một con chim màu vàng, thì không hiểu Thạch Hạo muốn va chạm thêm hay không, mà hắn còn hỏi con chim màu vàng này ở trong Thái Cổ Thần Sơn đi ra hay không. Tất nhiên con chim không trả lời, nên Thạch Hạo sẽ có hai phương án: một là sẽ thân phục con chim màu vàng này, hai là sẽ làm thịt quay ăn. Do đó mà con bạch hổ đã lao lên tấn công Thạch Hạo, còn con chim màu vàng chưa lao vào combat vội để xem Thạch Hạo và bạch hổ xem ai là người chiến thắng. Sau một hồi vật lộn, bạch hổ vì có bảo cụ túi càn khôn với quá mạnh, Thạch Hạo bây giờ sử dụng rất nhiều bảo cụ nhưng không ăn thua, nên Thạch Hạo cầm con kiếm gì xét ra đánh xem sao. Thì thanh kiếm này có hiệu quả ngoài mong đợi, đã chém con bạch hổ bị thương. Nhưng con chim màu vàng đã giơ tay chuẩn bị đánh Thạch Hạo. Cảm ơn anh em đã xem hết video.